Giới chức thành phố Paris, thủ đô của Pháp, vốn từ lâu luôn đau đầu với tình trạng ùn tắc giao thông. Do vậy, chính quyền thành phố này đã triển khai một kế hoạch mới đầy táo bạo nhằm loại bỏ khỏi thành phố hàng chục nghìn xe ô tô cá nhân. Và điều đáng ngạc nhiên là sau một khoảng thời gian du nhập vào Pháp thì dịch vụ chia sẻ ô tô điện công cộng lại nhận được sự đón nhận nhiệt tình của nhiều người dân nơi đây. Nhiều người dân tỏ ra rất yêu thích dịch vụ chia sẻ ô tô điện bởi sự phổ biến và tiện dụng của nó. Hiện đã có khoảng 4.000 xe điện với 1.100 trạm thu phí, chỉ tính riêng tại thủ đô Paris của nước Pháp. Tôi rất yêu thích dịch vụ chia sẻ xe điện này. Nó giúp tôi tiết kiệm một số tiền đáng kể vào mỗi tháng. Được biết, giá cả thuê xe ở mức phải chăng, nếu đăng ký theo ngày sẽ là khoảng 9,5 euro cho mỗi 30 phút thuê xe. Nếu người sử dụng đăng ký theo năm, mức giá sẽ rẻ hơn nữa, chỉ khoảng 7 euro cho nửa tiếng. Có thể nói, dịch vụ chia sẻ ô tô điện xứng đáng là một sáng kiến giúp cách mạng hóa giao thông bởi nó giúp giảm 22.000 tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm và cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông khi người dân Paris sử dụng xe ô tô riêng ít đi. Chương trình chia sẻ xe điện tiêu biểu nhất có thể kể đến là Autolib. Cụ thể, những người lái xe có thể lựa chọn xe ô tô 2 chỗ hoặc 4 chỗ tại bất kỳ thời điểm cho thuê nào mà không cần phải đặt trước. Chiếc ô tô sau đó sẽ được trả tại bất kỳ điểm cho thuê xe nào khi người thuê không cần dùng đến nữa.